Từ ngày xưa, diễn xuất chưa bao giờ là một công việc đơn giản, kể cả với những diễn viên chuyên nghiệp. Thế nhưng mọi người nổi tiếng đều chọn diễn xuất là điểm đến ưa thích trong hành trình chứng minh bản thân của mình. Rất nhiều ca sĩ, idol, diễn viên hài, tiktoker, youtuber các thứ sau khi đã chứng minh được thành tựu nhất định trong lĩnh vực của mình đã đá sân sang lĩnh vực điện ảnh. Có khi là họ muốn thử sức, có khi là được ai đó rủ dê, có khi là bộ phim đó cần một gương mặt nổi tiếng để kéo phim. Mỗi người mỗi khác, và thành tựu của mỗi người thì cũng khác nhau. Vậy với Jennie của nhóm nhạc Blackpink thì sao? Bạn đã thấy cái ảnh này và cái ảnh này, và thật khó mà tin được đó lại chính là idol Jennie của chúng ta. Khi cô tham gia bộ phim The Idols, series phim ngắn mới nhất của HBO, một bộ phim đang trở thành chủ đề hot hòn hòt thời gian gần đây, không phải vì một kịch bản xuất sắc, không phải vì một dàn diễn viên trai xinh gái đẹp nhiều tiềm năng, mà là việc bộ phim bị chê như một tác phẩm bởi các nhà phê bình khi công chiếu tại liên hoan phim Cannes. Và thậm chí đến cả khán giả đại chúng cũng không thể nuốt trôi khi mà nó được mang đi công chiếu. Vậy chuyện gì đang xảy ra với The Idol? Và tại sao bộ phim có sự tham gia của các gương mặt cực kỳ tiềm năng như con gái của Johnny Depp, Jennie Blackpink, Tuấn Cùi, Choi Sivan lại trở thành cái gai trong mắt công chúng? Hãy cùng tôi theo dõi phần tiếp theo của video. Thông tin về The Idol thực ra đã xuất hiện từ khoảng đầu năm 2023 khi dàn cast của bộ phim được công bố. Và lập tức hai cái tên được đặc biệt chú ý là Jennie, thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới Blackpink, và anh Tuấn Cùi, tất nhiên rồi, một siêu sao nhạc pop từng 4 lần đoạt giải Grammy dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Sam Levinson, người từng rất thành công với Euphoria. Euphoria cũng của HBO, là một bộ phim thuộc thể loại tâm lý xã hội với Zendaya là nhân vật chính. Bộ phim đã rất được lòng giới mộ điệu khi có kỹ thuật quay tốt, câu chuyện người lớn nhiều chiều sâu và diễn xuất tuyệt vời của Zendaya. Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi vì có những cảnh nóng, cảnh khỏa thân không cần thiết, sang đến The Idol, Sam Levinson tiếp tục mang cái nóng không cần thiết này vào tác phẩm của mình. Và có lẽ lần này đã vượt qua khỏi ngưỡng chịu đựng của các nhà phê bình, khi không những không có chiều sâu về cốt truyện mà phần hình ảnh cũng khiến người xem khó chịu. Buổi công chiếu phim tại liên hoan phim Cannes hồi tháng 5 đã làm xôn xao cộng đồng mạng, tưởng rằng đây sẽ là một tiền đề để bộ phim thành công trong lòng đại chúng, khi có thể thu hút được nhiều khán giả và có nhiều hơn những ý kiến đa chiều. Nhưng không, đây là một bộ phim mà cả giới phê bình lẫn khán giả đại chúng đồng lòng với nhau trong việc chê, liên tục là những lời chỉ trích từ rất nhiều các trang đánh giá có uy tín. Đến ngay cả Jennie, thành viên của một nhóm nhạc nữ có fandom to nhất nhì thế giới, cũng chẳng thể nào vớt vát lại được. Thậm chí một số fan còn thất vọng vì idol nhà mình đã tham gia một bộ phim thảm hại đến mức thế này. Ngay từ tập đầu tiên lên sóng, liên tục đập vào mắt khán giả là những hình ảnh nóng quá đà. Và dở hơi ở chỗ là chúng lại chả giúp ích gì cho một kịch bản cũng không kém phần nghèo nàn. Đi kèm đó là một lối kể chuyện nhạt nhòa như một bộ phim sitcom, khiến cho một bộ phận các nhà phê bình còn nặng nề đến nỗi nói phim này không khác gì một bộ phim khiêu dâm trá hình. Kiểu nó bị quá đáng ấy. Nó chả cần thiết đến mức đấy, nhưng mà ông đạo diễn vẫn có cái suy nghĩ kiểu thực tế nó còn làm hơn đi chứ. Ừ thì cảnh nóng thì có thể cho qua đi, nhưng mà về nội dung thì sao? Lần này đạo diễn Sam Levinson đưa khán giả đến với câu chuyện của Jocelyn, ngôi sao nhạc pop trẻ tuổi thủ vai bởi con gái của Johnny Depp, Lily Rose Depp, người đang lên đỉnh cao của sự nghiệp và bỗng nhiên dính phải scandal lộ hình ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội. Qua tập 1 của The Idol, ta thấy Jocelyn được xây dựng là một nhân vật rất khác với những idol thông thường, khi không ngần ngại chụp ảnh khỏa thân, mặc cho những quy định về hình ảnh nghệ sĩ đã được các quản lý nhắc từ trước đó. Bên cạnh đó, Jocelyn luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa một đám nhà báo quản lý, chỉ quan tâm đến việc danh tiếng của Jocelyn sẽ ra sao, số tiền cô kiếm được là bao nhiêu, content của cô có thu hút không, chứ không hề quan tâm đến cảm xúc của cô. Chắc có lẽ vì thế nên cuộc sống của Jocelyn chỉ ngập trong tiệc tùng và men rượu. Và trong một bữa tiệc, cô gặp được Ted Ross, một chủ hộp đêm. Hắn tiếp cận Jocelyn và khiến cô mê mệt. Sự xuất hiện của Ted Ross dự kiến sẽ thay đổi cuộc đời của Jocelyn rất nhiều. Đó là tổng quan những gì đã diễn ra trong tập đầu tiên của series. Theo đạo diễn Sam Levinson, ông muốn bộ phim xoáy sâu vào các góc khuất trong đời sống của những ngôi sao trẻ được trọng vọng trong làng giải trí Mỹ. Jocelyn như một sự kết hợp giữa Britney Spears và Miley Cyrus, nhưng mà theo hướng tiêu cực hơn. Chính những cái tiêu cực này khiến cho tập 1 của phim mang lại một cảm giác mệt mỏi. Ngoài phân cảnh mở đầu rất ấn tượng ra, phần sau của phim khá là lê thê và không có sự kịch tính. Dù đã rất cố gắng để kịch bản phim chạm đến những vấn đề nghiêm túc mang tính thời đại như sức khỏe tinh thần, nữ quyền, nhưng mà sau cùng thì điều đó lại phản tác dụng. Levinson bị nhận xét là có cách xây dựng nhân vật nữ theo hướng tiêu cực quá đà từ cách nhìn của một người nam giới. Chẳng hạn như việc phụ nữ sẽ luôn gặp vấn đề về tinh thần, không tự quyết định việc mình sẽ làm gì với cơ thể của chính mình, bị cánh đàn ông dễ dàng thao túng, và còn rất nhiều những đánh giá chủ quan khác từ cái nhìn của ông. Nhìn chung thì phim này có 1 tỷ vấn đề gây tranh cãi, từ những câu chuyện ngoài lề như việc đạo diễn Amy Seymet rời dự án khi đang quay được 80% và Sam Levinson đã không sử dụng cảnh quay của cô mà làm lại từ đầu, đến cả nội dung phim sáo rỗng, cảnh quay gợi dục. Và diễn xuất của các diễn viên chỉ trừ Lily Rose Depp ra thì gần như là bằng không, nhưng bỏ qua hết tất tần tật những vấn đề gây tranh cãi đó. Người bị tế nhiều nhất trên khắp các trang mạng xã hội chắc chắn phải kể tên Jennie. Cô chỉ xuất hiện trong một vai phụ của phụ, là vũ công hỗ trợ và là bạn thân của nhân vật chính. Cả tập 1 chỉ có mấy chục giây múa may quay cuồng và vài cảnh ăn chơi. Thế mà cánh nhà báo cứ sục sôi viết bài không quản ngày đêm.
Cô phải được coi là chim mồi số 1 của cái phim này. Vì nhờ fame của cô, độ phủ sóng của cái phim này phải tăng lên đến 1000%. Mọi cảnh quay của Jenny trong tập 1 dù chỉ tính bằng giây, mỗi cử chỉ của cô đều có thể trở thành một bài báo mới. Phải chăng có một thuyết âm mưu nào đó? Hay là Jenny bị công ty chủ quản ép buộc tham gia dự án này? Sự thật là chính Jenny là người đến gặp The Weeknd để nói chuyện về việc sẽ tham gia vào The Idol. Và cô đã đồng ý ngay khi được anh Tuấn Cùi ngỏ ý mời tham gia. Công ty chủ quản YG Entertainment hoàn toàn đứng ngoài sự việc. Ngược lại, cá nhân tôi thấy YG khá là cởi mở trong việc để nghệ sĩ của mình phát triển thêm nhiều mảng nội dung mới. Và chả có gì thuận lợi hơn việc tham gia vào một kinh đô điện ảnh số 1 thế giới hiện nay. Bản thân Jenny cũng đủ tỉnh táo để biết rằng The Idol là một phim 18+. Và khi cô tham gia, chắc chắn sẽ có tranh cãi nổ ra. Nhưng Jenny vẫn chấp nhận và tham gia. Trả lời phỏng vấn, Jenny có nói, cô rất tôn trọng công việc của đạo diễn Sam Levinson đã làm trong Euphoria. Và sau khi đọc qua kịch bản của The Idol có liên quan trực tiếp đến ngành giải trí, cô đã không ngần ngại muốn trở thành một phần của nó. Jenny cũng nói rằng việc tham gia The Idol nói riêng và đá chân sang mảng điện ảnh nói chung là một quyết định dũng cảm, giúp cô được là chính mình. Và tôi thấy cô phải gọi là quá dũng cảm thì mới dám tham gia đi. Vì ai cũng biết Hàn Quốc họ nổi tiếng với một cộng đồng netizen toxic đến mức nào rồi. Bất kể nghệ sĩ nào trở thành cái gai trong mắt họ thì đều bị vùi dập không thương tiếc. Chưa kể Jenny còn là một siêu sao ca nhạc nổi tiếng nhất nhì thế giới hiện nay. Nhiều fan Hàn còn coi cô gái Blackpink là bộ mặt của quốc gia mình. Nên khi thấy cô tham gia vào một bộ phim gợi dục như The Idol, chẳng cần quan tâm đến tính nghệ thuật, chẳng cần quan tâm nội dung như thế nào, chỉ thấy Jenny lắc đít, kẹp ba với mấy anh Tây là lao vào chỉ trích thậm tệ. Tuy vậy vẫn có rất nhiều fan ở bên cạnh để bảo vệ idol của mình. Tôi thì không phải Blink, nhưng cũng có theo dõi K-pop, có biết những bài hát của Blackpink. Và tôi thấy rõ ràng là từ lúc debut đến nay, chưa bao giờ concept của Jenny là một idol cute nhí nhảnh giấu kín bản thân cả, mà cô luôn gắn liền với hình tượng phóng khoáng, sexy và hơi hướng phương Tây nhiều hơn. Chính vì thế hình tượng của Jenny trong The Idol tôi không thấy có vấn đề gì cả. Chưa kể là phim đã gọi là gắn mác 18+ rồi, chưa xem thì chúng ta cũng phải biết là nó có cái gì đấy gây nhức mắt rồi. Nên không thể chỉ nhìn vào mỗi cái cảnh nhảy nhót của Jenny mà đánh giá cô này như kia được. Chửi là phim làm không tốt trên khía cạnh hình ảnh thì ok không sao. Nhưng theo tôi việc chỉ trích một cô gái đang thử sức mình với một lĩnh vực mới mà chỉ góp mặt chưa đến 1 phút trong phim thì đúng là hơi khắt khe. Nhiều người thậm chí còn chả xem phim, thấy hình Jenny bị kẹp là cười cợt xỉ vả cô, trong khi đó chỉ là một bài múa. Đến cả The Weeknd, người bị chửi nhiều nhất vì vừa là đồng đạo diễn của phim và diễn cũng rất là dở tệ, nhưng mà anh vẫn hết mình bảo vệ Jenny trên mạng xã hội. Jenny có phong cách rất Tây, Jenny hiểu ngành giải trí, Jenny dám thử sức mình. Đây có thể là một bộ phim tệ, nhưng chưa chắc đã là một khởi đầu tệ dành cho Jenny. Thế các ông đã hay tin sắp tới Jenny được nhắm cho một vai diễn siêu anh hùng của Marvel chưa? Đến cái lúc mà Jenny solo tay đôi với Kang thì nó lại là địch ở một khía cạnh nào đó. Sự phủ sóng của The Idol đã giúp cho Jenny có được sự chú ý hơn bởi các nhà làm phim ở Hollywood. Phim vẫn có lượng người xem khổng lồ, dù tiêu cực hay tích cực thì Jenny vẫn sẽ được chú ý đến. Và sắp tới có lẽ cô sẽ còn thử sức với nhiều vai diễn tốt hơn. Nhiều người còn so sánh Jenny với Song Hye Kyo, bảo là The Glory cũng 18+ mà có thấy ai chửi gì đâu. Thì tôi nghĩ là không nên. Mỗi phim nó có một hướng nội dung khác nhau, đánh vào thị trường khác nhau, góc nhìn của đạo diễn khác nhau. Nếu Jenny đóng tốt theo đúng chỉ đạo của đạo diễn thì có nghĩa là cô là một diễn viên tiềm năng rồi. Các fan của Jenny chỉ cần biết thế là đủ. Nên là chúng ta hãy chờ xem những dự án mới có Jenny tham gia. Hay gần hơn là thử đón xem những tập phim tiếp theo của The Idol xem sao. Biết đâu nó lại không tệ đến mức như giới truyền thông nói. Bản thân tôi sau khi xem qua tập 1 thì không có quá nhiều ác cảm, vì tôi đã từng xem nhiều series phim trước đây nó còn dở hơn rất là nhiều. Và đó là toàn bộ những suy nghĩ của tôi về The Idol và những lùm xùm xung quanh nó dạo gần đây. Liệu Jenny có thể trở thành một diễn viên tốt hay không? Cảm nghĩ của bạn như thế nào? Hãy để lại một ý kiến ở dưới phần comment. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.